mở khóa bí mật vũ trụ, các nhà khoa học của Đại học ETH Zurich, Thụy Sĩ, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt trên smartphone khám phá bí mật của vật chất tối trong vũ trụ. Đó là một dạng biến thể của mạng thần kinh trí tuệ nhận tạo công nghệ nhận diện khuôn mặt ngày nay. Các nhà khoa học đã phát triển công cụ AI mới tạo nên thay đổi căn bản trong phát hiện cái gọi là vật chất tối trong vũ trụ. Các nhà vật lý tin rằng Hiểu được bí mật của vật chất tối sẽ giúp giải thích những câu hỏi căn bản về cấu trúc nền tảng của vũ trụ. Theo tiến sĩ Fluri nhóm của ông đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể nỗ lực nghiên cứu có sự tham gia của nhiều viện khoa học và nghiên cứu đến từ mỹ brazil anh đức tây ban nha và thụy sĩ